Lý niệm bảo vệ sức khỏe là gì và nó quan trọng như thế nào? Thì trước hết các anh chị và các bạn sẽ cùng nhìn lên slide, nhìn lên màn hình để các anh chị nhìn thấy được có phải sức khỏe là tài sản vô giá hay không. Và các anh chị có nhìn thấy không ạ? Trên màn hình, trên slide, nó là rất nhiều con số 0 và có một con số 1 ở đằng trước. Vậy các anh chị có hiểu được con số 0 và con số 1 này nó có ý nghĩa và giá trị như thế nào hay không? Bao nhiêu anh chị và các bạn hiểu được là cái con số 1 và những con số 0 ở đằng sau nó có giá trị và vai trò như thế nào? Đấy, số 1 là gì? Những con số 0 và đằng sau nó có giá trị và ý nghĩa như thế nào? Và khi mà anh chị và các bạn thấm được những cái con số 0 và số 1 này, Hoa tin rằng là từ buổi hôm nay các anh chị sẽ có cái ý thức để bảo vệ sức khỏe của mình nhiều hơn, có cái ý thức để chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn, cho gia đình của mình nhiều hơn và cho khách hàng cũng như là bệnh nhân của mình được tốt hơn. Và đây là nội dung mà các anh chị cũng có thể mang ra để có thể tư vấn cho khách hàng của mình, chứ không phải chỉ học để đấy hay là để chỉ nghe ở đấy các anh chị nhé. Nó là một trong những cái để có thể thay đổi cái tư duy của tất cả mọi người. Vậy thay đổi như thế nào thì các anh chị và các bạn sẽ nhìn giúp Hoa. Số 1 nó được ví là cái sức khỏe của các anh chị và các bạn. Và số 0 ở đằng sau con số 1 sẽ được ví là vợ, là chồng của các anh chị. Số 0 ở đằng sau nữa được ví là con cái của các anh chị. Số 0 của đằng sau nữa đó là được ví như xe cộ, như nhà cửa, như là tiền bạc của các anh chị ở đằng sau. Vậy thì ở đây Hoa cũng thấy có bạn comment sức khỏe là con số 1 và sức khỏe là tài sản vô giá. Vậy Hoa hỏi các anh chị và các bạn, vô giá là như thế nào? Đã có anh chị nào thực sự đã chăm sóc sức khỏe cho mình bằng bất cứ giá nào hay chưa? Hay là chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua một cái gì đó cho chính bản thân mình, ăn vào người cho mình, đúng không ạ? Và chúng ta lại kêu rằng đắt quá. Đã bao giờ anh chị mua một cái gì đó dùng cho cơ thể của mình mà lại nghĩ rằng nó đắt quá hay chưa? Nếu anh chị mua một cái gì đó dùng cho mình mà vẫn còn nghĩ là đắt quá thì có nghĩa rằng con số 1 của các anh chị và các bạn chưa thực sự coi đó là tài sản vô giá. Vì đã nói vô giá có nghĩa là không có giá nào để có thể mua được nó, đúng không ạ? Những cái mà mua được bằng tiền có nghĩa là nó còn rất rẻ. Các anh chị có đồng ý với Hoa điều này không ạ? Cho nên nếu như hôm nay các anh chị hiểu được sức khỏe là tài sản vô giá và con số 1 của các anh chị này được ví như là sức khỏe của mình, thì nếu như cái gì tốt cho chính bản thân mình, các anh chị cảm thấy thực sự tốt và các anh chị sẵn sàng để đầu tư, để mua nó để về dùng cho cơ thể của mình, thì lúc đấy các anh chị và các bạn sẽ không tiếc tiền. Trừ những người không có điều kiện, những người không có tiền, thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải cân đo đong đếm, đó là chúng ta có cần để chúng ta mua hay không. Bởi vì sức khỏe của chúng ta thì bây giờ nó đang là cái tài sản mà chúng ta đang bán nó để kiếm tiền. Hầu như trời đều cho chúng ta là sức khỏe. Mỗi người sinh ra đến thời điểm này ai cũng có sức khỏe hết. Đấy là tài sản vô giá của các anh chị. Đó là những cái giá trị vô hình của các anh chị. Chúng ta đang bán sức khỏe của mình để đổi lấy tiền. Có phải ngày hôm nay các anh chị thức đêm, thức hôm, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm chỉ để đổi lấy gì ạ? Để đổi lấy tiền. Cho nên chúng ta đang bán cái tài sản này để đổi sang một cái tài sản khác. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu được để cân bằng giữa hai cái tài sản với nhau, thì một lúc nào đó con số 1 này nó đổ xuống, thì lúc này tất cả những con số 0 ở đằng sau đều không còn có giá trị nữa. Bởi vì như các anh chị và các bạn nhìn thấy slide tiếp theo, nếu như một lúc nào đó số 1 này không còn thì những cái số 0 ở đằng sau không có giá trị nữa. Và nếu như số 1 của các anh chị và các bạn đổ xuống thì vợ của mình sẽ là vợ của người khác, chồng của mình sẽ lấy người khác làm vợ, đúng không ạ? Con của mình sẽ gọi người khác là bố, là mẹ. Rồi xe của mình sẽ có người khác đi. Và nhà của mình sẽ có người khác ở. Tiền của mình sẽ có người khác tiêu, đúng không ạ? Và cái giường êm ái của mình cũng sẽ có người khác lên để nằm. Cho nên nếu như các anh chị không hiểu được cái tầm quan trọng của số 1 đấy, mà cứ mãi miết đi tìm kiếm những con số 0 ở đằng sau, số 1 mà bỏ ta đi thì số 0 có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Cho nên là hầu như bây giờ chúng ta đang tìm kiếm những con số 0 đằng sau. Bản thân Hoa cũng như vậy và các anh chị ở đây, tất cả chúng ta đều đang đi tìm kiếm những con số 0 ở đằng sau để cho con số 1 của mình càng ngày càng trở nên có giá trị hơn. Vì số 1 đứng vững thì những con số 0 ở đằng sau càng có giá trị. Ai càng có nhiều con số 0 ở đằng sau, người đấy sẽ càng có nhiều giá trị. Bởi vì nếu như một người có sức khỏe nhưng không có vợ, không có chồng thì có nghĩa là họ đã mất đi một phần giá trị rồi, đúng không ạ? Và cũng có những người có vợ, có chồng nhưng lại không sinh được con, có không ạ? Bao nhiêu anh chị ở đây là có một cái nỗi buồn, đó là không có con ạ. Vì người ta nói rằng, nhất là với phụ nữ, người ta nói rằng là gì ạ? Cây độc không trái, gái độc không con. Thì đây là một cái nỗi buồn mà dành cho những ai mà không có con, thì thực ra họ cũng không mong muốn, đúng không ạ? Cho nên nếu như họ không có con thì có nghĩa là họ đã bớt đi một cái phần giá trị đối với chồng, với bố mẹ chồng rồi.
đấy, hay kể cả là đối với là gì ạ, dòng họ nhà mình. Cho nên là cuối cùng chúng ta vẫn cứ phải là có gì ạ, có con cái, thì con số 1 của mình sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Và nếu các anh chị và các bạn tự tạo ra được cho mình những cái xe, đúng không ạ, có những cái xe, thì cái giá trị của con số 1 của các anh chị sẽ tăng hơn, đúng không ạ? Ở đây Hoa muốn tương tác với các anh chị, bao nhiêu anh chị và các bạn đã có xe ô tô riêng cho mình rồi ạ? Hoa không cần biết là xe đắt hay là xe rẻ, cứ chỉ cần có thì hãy comment số 1 giúp cho Hoa. Bởi vì như vậy là các anh chị và các bạn đã có thêm được giá trị cho bản thân mình rồi, nhất là cái tài sản đấy do mình tự tạo ra. Thì xin chúc mừng các anh chị và các bạn, bởi vì giá trị của các anh chị đã tăng thêm nữa, thêm một con số 0. Và điều tuyệt vời hơn khi mà các anh chị và các bạn cũng sẽ tự xây nhà, tự mua được những căn nhà cho chính bản thân mình. Thì như vậy là con số 1 của các anh chị lại thêm một con số 0 vào đằng sau nữa, thì cái giá trị của các anh chị nó sẽ càng lớn hơn. Và tiền bạc của chúng ta cũng như vậy, nếu như chúng ta có nhiều tài khoản, nhiều tiền trong tài khoản, thì cái giá trị của các anh chị nó sẽ lại càng lớn hơn nữa. Cho nên cuối cùng từ giờ đến cuối đời, bao nhiêu anh chị và các bạn sẽ tạo ra được nhiều con số 0 ở đằng sau thì là do sự nỗ lực và cố gắng của mỗi người, đúng không ạ? Do cái phúc lộc của mỗi người. Đấy, nhưng mà vấn đề đó là khi chúng ta mải miết đi tìm kiếm những con số 0 ở đằng sau thì cũng phải hiểu một điều là đừng bỏ quên con số 1 của mình, đúng không ạ? Đừng bỏ quên con số 1 của mình. Vì làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải quay trở lại để bảo vệ cơ thể này, bảo dưỡng cho cơ thể này. Nên cái nội dung ngày hôm nay nó cũng có cực kỳ hay để có thể thay đổi được cái tư duy của các anh chị, là từ xưa đến nay chúng ta đã chăm sóc sức khỏe của mình một cách đúng đắn hay chưa, hợp lý hay chưa, và các anh chị và các bạn đã cảm thấy khỏe thực sự hay chưa. Vì khỏe ở đây nó không phải chỉ mỗi là khỏe về thể chất mà còn khỏe cả về ở tinh thần. Vậy bao nhiêu anh chị và các bạn luôn luôn có trong mình một cái trạng thái hưng phấn, một cái gì ạ, năng lượng tích cực nhất, đúng không ạ? Hay là lúc nào chúng ta cũng mệt mỏi, hay là lúc nào chúng ta cũng đau đầu rồi là buồn rầu, thì đấy cũng là một trong những cái thuộc về sức khỏe rồi. Đó, cho nên anh chị đừng nghĩ rằng là à tôi không có bệnh thì có nghĩa là tôi khỏe. Mà hầu như ở đây tất cả chúng ta đều đang có vấn đề về sức khỏe, trong đó có cả Hoa. Chứ không phải là Hoa đang ngồi đây Hoa nói với các anh chị mà Hoa không có bệnh tật gì đâu. Vấn đề là nhiều hay ít, và chúng ta kiểm soát nó như thế nào, chúng ta là gì ạ, cải thiện được nó ra làm sao. Đó, thì cái nội dung ngày hôm nay sẽ giúp cho các anh chị dần dần từ từ hiểu được cái điều này. Sau đó chúng ta sẽ cải thiện được và thực sự hiểu thêm về thực phẩm chức năng. Vì dược sĩ chúng ta đang bán thực phẩm chức năng có nhiều không các anh chị? Hầu như bây giờ 70% là chúng ta bán thực phẩm chức năng, còn lại là thuốc để điều trị chỉ chiếm 30% thôi. Cho nên nếu như các anh chị bán thực phẩm chức năng mà không hiểu được cái giá trị của thực phẩm chức năng, hay là phải dùng nó theo một cái phác đồ như thế nào, đúng không? Thực phẩm chức năng dùng cũng phải có phác đồ điều trị, phác đồ để sử dụng cho nó hợp lý ạ, chứ không phải là dùng vô tội vạ đâu các anh chị ạ. Đó, và Hoa tin chắc 100% rằng nếu như những ai mà ở đây không phải là học viên của Bảo Minh thì sẽ chưa hiểu được là cần phải sử dụng thực phẩm chức năng theo đúng lộ trình như thế nào đâu ạ. Đấy, chứ không phải là cái gì chúng ta thấy bổ, thấy có tác dụng là chúng ta cũng dùng đâu. Nên các anh chị và các bạn là những đối tác của Big Family, hoặc những bạn mà không phải đối tác của Big Family hay cũng không phải là gì ạ, học viên của Bảo Minh, hãy kiên trì để ngồi để nghe hết cái nội dung này. Vì có thể buổi lần đầu tiên chúng ta ngồi, chúng ta đang chưa mường tượng ra cái gì, chúng ta đang chưa hiểu được là cô này cô đang nói cái gì. Nhưng các anh chị cứ kiên trì ngồi đến cùng thì kiểu gì anh chị cũng sẽ vỡ ra. Và đặc biệt buổi học ngày hôm nay dành cho học viên Bảo Minh là mất phí. Còn các anh chị là đối tác của Big Farm hay là các anh chị không phải là học viên của Bảo Minh đã đang được nghe một cách miễn phí. Vì Hoa đang muốn trao gửi cái nội dung này cho cộng đồng, cho tất cả mọi người, để mọi người hiểu được tài sản của chúng ta đang là gì ạ? Là sức khỏe của mình, đúng không ạ? Chứ không phải là nhà của mình, không phải xe của mình, không phải tiền của mình. Đấy không phải là tài sản. Các anh chị ạ, đấy không phải là tài sản. Tài sản của mình, duy nhất của mình đó là gì? Đó là cái sức khỏe của mình. Và chúng ta chỉ có thể bảo vệ cho nó thôi. Còn những cái khác đằng sau ấy ạ, nó chỉ có giá trị và ý nghĩa khi con số 1 của mình nó đứng vững. Nghĩa là sức khỏe của mình còn. Bây giờ nếu mà đổ xuống, nằm xuống rồi thì những con số 0 này nó có còn ý nghĩa gì đâu, có giá trị gì đâu. Thế nên là cái nội dung này nó sẽ giúp anh chị thay đổi về cái nhân sinh quan. Đó là gì ạ? Bảo vệ sức khỏe cho mình trước khi bảo vệ cho người khác. Vậy ở đây có 80% là dược sĩ. Thì các anh chị phải hiểu được là mình phải bảo vệ cho mình trước thì mới bảo vệ cho người khác được, mới chia sẻ cho người khác được, mới tư vấn được cho người khác chứ ạ. Đúng không ạ? Đấy, thế mà cuối cùng các anh chị là gì ạ? Là không phải mất tiền mà không có kiên trì ngồi, thì đấy là một điều đáng tiếc dành cho các anh chị. Đúng không ạ? Nên là các học viên của Bảo Minh đã học nội dung này, các bạn có thấy giá trị không ạ? Có ý nghĩa không ạ?